Theo Công an thành phố Hà Nội, vào lúc 13 giờ 11 phút ngày 1 tháng 8, đơn vị nhận được tin báo cháy tại địa chỉ số 231 Quang Hoa, phường Quang Hoa, quận Cầu Giấy, và cho đến 14 giờ 15 phút đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, trong quá trình tham gia chữa cháy cứu nạn cứu hộ, ba chiến sĩ cảnh sát thuộc đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy hy sinh. Theo thông tin sơ bộ, đám cháy xuất phát từ tầng 6 của quán karaoke đang trong tình trạng dừng hoạt động để sửa chữa. Hiện Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.